Ok, rồi. Sau khi bạn đã có cái thông số rồi, bạn cũng đã dựng hình rồi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp. Thì bạn sẽ bấm New và bấm giờ Assembly. Có thể lít đúp giờ Assembly hoặc là nhấn OK ở đây. Rồi nó sẽ vào trong môi trường lắp. Và nếu như bạn không có mở bất kỳ một file path nào ra hết, thì ở đây nó sẽ tự động mở ra một cái bảng mang tên là Begin Assembly. Cái bảng này sẽ giúp cho bạn là tìm kiếm những cái file path mà mình đã vẽ. Ở đây thì bạn có thể truy xuất tới vị trí hoặc là cái địa chỉ mà bạn đã chứa những cái file path mà mình vẽ ha. Và lưu ý cho mình, trước khi mà bạn lắp á thì bạn thấy không? Mình luôn bỏ tất cả các chi tiết path này nè vào trong một cái folder. Luôn luôn là như vậy nha. Các bạn thường có cái thói quen là các bạn vẽ path rồi xong rồi các bạn dục ở desktop, dục ở OD, dục ở OC, ở ELF luôn vậy đó. Thì cái đó mình không quan tâm. Cái đó mình không quan tâm, mình cũng không có nói gì hết. Nhưng khi mà bạn vào trong cụm lắp rồi thì bạn nên nhớ một điều, cụm lắp nó sẽ đọc lại và nó truy xuất lại tất cả các file. Đó. Và vấn đề là sao? Vấn đề là nếu như bạn để cái file lung tung như vậy, bạn không nhớ là mai mốt bạn không có tìm lấy được nó. Mà một khi mà bạn đã để nó thất lạc đi rồi, hoặc là bạn copy nó ra một folder khác, bạn đổi đường dẫn đó, kêu là đổi đường dẫn đó, thì SolidWorks nó không có đọc được. SolidWorks và Windows nó sẽ không có link với nhau ở cái khoảng là tìm kiếm file. Đó, có nghĩa là việc quản lý file, khi bạn nhấn save một cái là việc quản lý file đó đã chuyển về cho bên Windows, và SolidWorks nó chỉ lấy lại cái khai báo của Windows thôi, là nó chỉ nhớ cái lúc đó thôi, lúc đó bạn lưu ở ổ D đó. Nhưng mà sau vài bữa bạn thấy ổ D đầy quá, bạn copy qua ổ C hoặc là ổ desktop thì thằng SolidWorks không hề có thông tin về cái đó, nó vẫn đinh ninh là cái file của mình đang ở ổ D, hiểu không? Cho nên bất kỳ cái gì mình cũng phải lưu vào trong một folder, để lỡ mà mình có copy là mình copy hết nguyên một cái folder luôn, là cả nhà cả dòng họ nó đi cùng hết luôn, là không bị gì hết. Còn nếu như mà mỗi thằng một nơi, mỗi thằng một ngã là cứ như bó đũa vậy đó, đứt ra là chết, đứt ra là chết vậy thôi. Ok ha. Cho nên là khi mà vẽ, quyết định vẽ file lắp thì làm ơn tạo cho mình một cái thư mục mới. Bạn chưa có vẽ tên thì hết vẫn thì vẫn để là new folder bình thường, không sao hết. Bỏ tất cả các file path vào trong đó, kể cả cái file mà mình đang lắp dở dang mình save lại, mình cũng bỏ vô trong cái folder đó luôn đó. Để có gì á, mốt có copy đi thì cũng lẹ, có nén gửi cho khách hàng gì đó thì nén nguyên folder đó dục qua khách hàng luôn, khách hàng cũng đọc được luôn đó, nếu mà cùng phiên bản nha. Trong cái cụm lắp á, chúng ta sẽ đề cao về cái quản lý, và ở cuối cái phần cụm lắp này mình sẽ có đề xuất cho các bạn cái cách để quản lý file đó. Cái phần quản lý file cũng là một cái phần mà các bạn rất là yếu, các bạn có thể vẽ rất là đỉnh nhưng mà các bạn quản lý rất là yếu à. Rồi nhớ là lưu trong cái folder ha. Giờ ở đây chúng ta sẽ không lấy hết một nùi ra, giống như là những cái video mà bạn xem trên YouTube là nó sẽ lấy một nùi ra là nó ấy vô. Thì theo mình, theo quan niệm cá nhân của mình thì làm như vậy nó rối lắm, nó không tốt và nó sẽ không sử dụng được cái tính năng đặc biệt này của thằng SolidWorks. Đây, bạn sẽ bấm cái Paste. Thì cái chi tiết đầu tiên mà bạn dục vô trong cái cụm lắp là cái gì? Nó có thể trả lời được không? Chi tiết bạn dục đầu tiên vô trong cụm lắp thì cái chi tiết đó phải là một chi tiết cố định. Trong cái cụm lắp đó, chi tiết đó là cố định. Và thường á, đó là những cái chân, những cái nền móng, những cái space đó, những cái nào mà gọi là giá gá đỡ mà cố định hoàn toàn luôn á, nó không dịch chuyển á, thì nó gọi là base đó. Và những cái đó mình sẽ bỏ vô trước, tại vì số quạt có một tính năng như thế này. Đây, bạn click vào trong base ha, bạn nhấn open ha, rồi nó sẽ dục vào trong đây đó. Nó dục vào trong đây thì lúc này nó sẽ có hiện cái trục nè, đây là cái trục xoay của nó. Thì mới vô nó sẽ cho phép bạn xoay, ví dụ như bạn vẽ không đúng hình chiếu trục đo, bạn có thể xoay theo x y z, nhấn một lần là nó sẽ rotate nè, thấy không? Nó xoay 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 theo ý của mình đó, vậy nó xoay theo cái chiều của nó, xoay tới khi nào đạt theo ý của mình thôi. Cái này dùng để mình điều chỉnh lại cái trục tọa độ hoặc là cái hình chiếu trục đo khi mà mình bỏ vào trong file lắp. Sau khi mà mình bỏ vào trong rồi đó, và đây là chi tiết đầu tiên đó, thì bạn lít chuột trái một cái đó, thì lập tức cái chi tiết này
nó sẽ kích hoạt một chế độ mang tên là Fix. Chế độ này sẽ giúp cho cái khối này bạn không cần phải ràng buộc gì hết, nó vẫn cố định 100%, nó không di chuyển được. Đây, nó không di chuyển được. Đó. Rồi, bây giờ mình bỏ cái chi tiết số 2 vô bằng cách là nhấn Insert Component. Rồi. Nếu mà nó không hiện ra cái bảng này thì bạn nhấn vào nút Scroll ở đây để nó hiện lại cái bảng này nha. Rồi, mình sẽ bấm thêm một cái nữa là mình bấm cái Connect đi. Mình dục vô đây ha, mình Open. Rồi mình bỏ đại một chỗ nào đó. Đây. Nếu mà vẽ đúng hình chiếu chụp đo thì tất cả nó sẽ vô như thế này và mình sẽ không phải điều chỉnh gì nhiều hết. Nó để vậy luôn. Rồi mình để cái hình cái trục ở này đi ở đây nha. Nick trục trái là. Và bạn nhớ đây là chi tiết thứ hai. Được chưa? Đây là chi tiết thứ hai thì chi tiết này nó lại chuyển động. Đó, còn quỹ này nó sẽ cố định. Và đây là một cái điểm rất là đặc biệt ở trong SolidWorks mà ít người để ý. Đó là chi tiết đầu tiên khi bạn bỏ vào trong cái cụm lắp á, nó lúc nào nó cũng bị fix, tức là nó bị cố định lại hoàn toàn. Đó, nó sẽ bị cố định lại hoàn toàn. Được chưa? Nó cố định lại hoàn toàn ở cái vị trí mà bạn chọn á. Ở cái vị trí mà bạn chọn. Chứ không phải là ngay origin nha. Ngay origin thì lát hồi mình sẽ hướng dẫn cái kiểu khác. À, origin nó ngay đây nè. Thấy chưa? Nó bị ngửa ấy nè. Nhưng mà hồi nãy do mình bấm ở vị trí này. Đó. Cho nên là nó sẽ cố định ngay tại vị trí đó đối với chi tiết đầu tiên bạn bỏ vào trong cụm lắp. Đây là điều rất là quan trọng nha. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn khá là nhiều. Đó, với điều kiện là bạn vẽ đúng hình chiếu chụp đo. Rồi bây giờ để làm sao mà mình cho nó về đúng ngay góc tọa độ luôn để mình dễ canh. Đó, rồi. Thì đầu tiên hết á, bạn sở trong cái assembly là trước khi mà tạo file mới á, tạo insert file mới vào á, khi mà nó hiện ra cái bảng này nè, bạn hoàn toàn có thể là nó hiện ra cái bảng mà hồi nãy mình nói begin assembly để bỏ vô, bạn có thể tắt đi. Lát hồi bạn mở lại bằng cách là insert component vô vẫn được ha. Rồi ở đây mình sẽ thiết lập một tí, đó là đối với assembly á thì mình sẽ sổ mắt ra thì mình chọn vô cái chế độ là gì, view origin. Đó, nó sẽ cung cấp cho bạn một cái góc origin ngay đây và bạn có thể thấy được cái góc này. Rồi bạn sẽ nhấn insert component, bạn sẽ chọn vào trong cái phần đó là base, được chưa? Bạn nhấn open. Thì lúc này bay nó sẽ có một cái góc tọa độ, thấy không? Đây có một góc tọa độ và ở đây có một góc tọa độ nè, thấy không? Hai góc này nó khác nhau nha. Tại vì một cái là khối, một cái là assembly như mình nói đó, nó sẽ khác nhau. Rồi bây giờ bạn chỉ cần đưa con chỏ chuột của bạn vào trong cái vị trí góc tọa độ, thấy không? Thấy nó nhảy nè, đây thấy không? Mình dê vô nè. Đó, nó tự động nhảy về. Rồi khi con chuột của bạn nó có biểu tượng này, biểu tượng hai cái trục tọa độ nó sát lên nhau như thế này thì có nghĩa là nếu bạn click vị trí ở đây thì cái khối của bạn nó sẽ nằm đúng với lại cái mặt này. Đó. Và origin nó sẽ nằm ngay đúng vị trí này. Ngay vị trí trục tọa độ của flat. Rồi, được không? Đó. Chính cái điều này sẽ giúp cho bạn vẽ lắp ráp nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng hơn, cũng như là hiệu chỉnh nó không còn khó khăn nhiều nữa. À, nó vẫn sẽ có những cái điều phức tạp nhưng mà nó không tới nổi nha. Rồi góc tọa độ mình đây, thấy không? Được chưa? Nó sẽ ngay với lại cái góc tọa độ của trong file phát nè, file phát nó cũng có góc tọa độ nè, đó. Rồi ở đây nè, đó, hai cái nó trùng nhau là ok. Rồi sau mình insert cái số 2 vô, nó ở đâu kệ nó, dục đại đây đi, đúng không? Nhưng mà bây giờ ví dụ như lỡ mình lít chuột trái rồi mà mình chưa có xoay, mình lít chuột trái rồi mà mình chưa có xoay, mà bây giờ cái thằng này nó phải xoay thì nó mới đúng. Tại vì cái đầu này là đầu liên kết mà, đúng không? Đầu liên kết đây, coi cái hình lại đó, cái đầu liên kết thì nó phải xoay ngược vô trong chứ nó không phải xoay ngược ra ngoài như này, cái đầu này mới ra ngoài. Vậy thì mình sẽ sử dụng là ngay chỗ Move Component nè, sổ xuống có chữ Rotate Component. Rồi mình cứ muốn xoay khối nào thì mình nắm cái khối đó, nhấn chuột trái vô khối đó thì mình xoay ngược lại thôi. Còn nó ngược, nó không đúng vị trí ban đầu thì kệ cha nó, không có vấn đề hết á. Tại vì bạn lát hồi bạn cũng lắp lại nó cũng tự chạy lại, đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ ràng buộc sử dụng nhấn nút Make nè. Đó, rồi ví dụ bây giờ mình muốn ràng buộc cho thằng này đồng tâm thì bình thường đồng tâm là mình chọn vào hai đường tròn, đúng không? Nhưng đặc biệt ở trong cụm lắp
cái đường tuyệt đối không bao giờ chọn, trừ khi nào mà không còn sự lựa chọn nào nữa hết. Có nghĩa là trong cái cụm lắp á, chúng ta chỉ nên ràng buộc mặt với mặt thôi, mặt với mặt, khối với khối thôi. Còn trường trường hợp nào mà không thể nào mà chọn được mặt, không thể nào chọn được khối, thì chúng ta mới xét tới đường và điểm. À, đường và điểm không bao giờ nằm trong thứ tự ưu tiên của mình. Mình ưu tiên nhất vẫn là mặt và mặt ở trong lắp ráp nha, ở trong lắp ráp. Thì ở trong lắp ráp nó cho phép bạn chọn mặt cong, cho bạn phép xử lý mặt cong. Nếu bạn chọn hai mặt cong thì tùy trường hợp, cong mà dạng lượng sóng thì nó không, nó ra nhiều trường hợp khác nhau. Nhưng nếu hai đường cong này là hai cái trụ, hoặc là cái trụ với cái lỗ, thì nó sẽ ra dạng là đồng tâm. Đây, nó tự hiển thị là đồng tâm. Và chúng ta có một cái ô là lock rotation, tức nghĩa là thường đồng tâm thì nó có thể xoay được đúng không? Bạn chỉ ràng buộc là đồng tâm thôi, nhưng mà nó có thể xoay, đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ lock cái rotation này là gì? Khóa không cho nó xoay được luôn. Nó sẽ đút vô vừa tròn vo vừa giò vừa luôn, và nó không xoay được, nó không có xoay được. À, nhưng mà trong trường hợp này thì mình cần nó xoay không? Cần. Tại vì lát hồi mình sẽ điều chỉnh lại cái lỗ ở đây. Tại vì cái lỗ này nó chưa có định vị được vị trí, nó còn thiếu những cái link, những cái connect rod hồi nãy nữa. Cho nên mình sẽ lít vào ô đây, ok. Thì cái khung này gọi là cái khung pop up nè. Đó, khung này không pop up. Thì nếu khung này nó không hiện ra thì bạn có thể ở trên đây và bạn có thể lít ok trên này. Được ha? Lít ok. Thì nó sẽ đồng tâm nè. Giờ cái khối, cái thằng này nó chỉ chạy được đồng tâm thôi chứ nó không có chạy đi đâu được đó. Mình kéo lên nó cũng không lên, mình kéo xuống cũng không xuống. Rồi sau khi bạn vào trong môi trường mesh như thế này, bạn muốn thoát mesh á thì bạn nhấn dấu X, còn bạn muốn tiếp tục á thì bạn chỉ cần chọn mặt thôi là nó sẽ tiếp tục. À, rồi ở đây là cái thằng này mình muốn cho nó là nó sẽ luôn luôn là nó thẳng đứng và nó song song với cái mặt này, cho nên mình sẽ chọn cái mặt này và mình chọn cái mặt này đó, mình điều chỉnh cho nó song song. Thì theo cái hình này, theo cái hình này, thằng này nó sẽ phải song song thì nó mới mới gắn được mấy thằng kia vô, đúng không? Rồi mình click ok, được một thằng rồi. Mình thôi mình insert playback mới vô đó. Quy trình của mình là mình sẽ bỏ vô cái một chi tiết cố định và một chi tiết có thể chuyển động, mình liên kết với cái thằng đó một vài cái ràng buộc trước. Rồi sau đó mình mới bắt đầu bỏ những thằng tiếp theo vô và bắt đầu có thêm ràng buộc. Mày hiểu không? Tại vì nếu mà bạn làm những cái video nước ngoài á, thì hoặc là muốn video trên YouTube á, nó bỏ vô thật là nhiều cái là tại vì nó quản lý và nó biết được những thằng nào cố định, thằng nào không. Còn ở đây bạn làm mới, cho nên nếu mà bạn để bỏ vô hết như vậy á thì tất cả mọi thứ thì chỉ trong đó chỉ có một cái file cố định thôi, và file đó nếu mà dục vô nhiều như vậy nó sẽ là ngẫu nhiên đó. Vậy nếu mà ngẫu nhiên thì bạn sẽ không có chọn được cái file nào là cố định, cũng không chọn nó về gốc tọa độ được đó, thì bắt buộc phải làm theo file đó thì nó sẽ gây ra nhiều bất cập cho bạn. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện theo bước này. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái link cái gì đâu rồi, cái lép em, cái lép em của mình vô. Đó, bây giờ nó ngược thấy không? Rồi bắt đầu mình xoay, xoay theo trục y ha. Rồi, như vậy là ok rồi nè. Đó, rồi mình coi cái vị trí của mình coi nó nằm ở đâu. Oh, sorry, nó phải ngược lại. Rồi mình sẽ xoay ngược lại ha. Rồi tay xoay nó lại. Đó, như vậy. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cho nó định vị đồng tâm trước. Đồng tâm giữa cái mặt lỗ này với cái mặt lỗ này. Được chưa? Rồi, cái mặt bên đây và cái mặt này nó sẽ hít vô nhau đúng không? Đó, nó bắt dính vô nhau. Thì thay vì nó bắt dính bằng ốc á thì ở đây mình sẽ cho nó bắt dính bằng việc là dính với nhau. Coincident, nó sẽ dính lại với nhau. Đó. Thì nó sẽ khác so với lại ở ngoài thực tế nha, nó sẽ khác so với ngoài thực tế. Được chưa? Rồi, thôi, tắt đi. Rồi bây giờ nếu mà bạn đã có vẽ cái right arm rồi đó thì chúng ta sẽ bỏ cái right arm vô. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không có cái right arm mà chúng ta chỉ có một cái file 3D này thôi á thì mình sẽ sử dụng là mirror component. Mình chọn cái mặt mirror là hồi nãy mình đã gán cho vị trí này nó nằm chính giữa rồi nè, thấy không? Nếu mà mình không gán chính giữa là không có mirror được. Rồi mình sẽ chọn cái component là cái cục này. Mình click vô cái mặt nào đó của cái cục này. Xong rồi mình nhấn mũi tên, nhấn next. Đó. Vị trí của nó sẽ ra như thế này.
nó ra đúng đó, nó ra đúng hay sai, nó ra cái này là nó ra đúng, nhưng mà nó không có định vị được cái vị trí của nó như lúc ban đầu. Rồi mình sẽ chọn cái chế độ này, chế độ cuối cùng, chế độ là Relay Opposite Hand Version, hay nói cách khác là cái này là chế độ ra được hai cái tay đối xứng đó. Đó, Opposite là đối xứng, đối bên trái bên phải đó. Giờ mình click OK. Nó sẽ tạo ra cho mình một cái sản phẩm như thế này. Và cái thằng này ha, nó sẽ tự động có liên kết giống như thằng này luôn, tại vì nó đối xứng mà, đối xứng cho nên nó sẽ tự động có liên kết như vậy. Được chưa? Thì bây giờ nó chuyển động rồi nè, nó đâu có di chuyển được nữa, nó chỉ chuyển động như vậy thôi. Rồi tiếp tục là mình sẽ gắn cái link của mình vô cái link đâu rồi, đây cái link nhỏ nhỏ này nè, gắn vô. Rồi mình sẽ bỏ nó, giờ mình sẽ xây cái thằng này lại cho đúng với lại bản chất của nó, và mình sẽ xây theo theo trục y như vậy, sau mà mình sẽ quay theo trục z đó như vậy, được không? Rồi tới đây mình cần phải nhớ vị trí của các đối tượng ha, thì mask thì mask vô, thì lỗ ở đây với lỗ ở đây nó sẽ đồng tâm nhau. OK rồi, lỗ ở đây và lỗ ở đây nó sẽ đồng tâm nhau, thì lúc này cái cây nó tự động nó chạy, thấy không đó? Thì bây giờ nó đã có liên kết rồi đó. Đó, bây giờ nó đã có liên kết rồi nè, đó nó đã có liên kết rồi, nhưng mà nó vậy 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 được chưa? Đó OK không? Thì sơ bộ như vậy là chúng ta đã có liên kết rồi, sau đó chúng ta sẽ tùy biến cái liên kết này đó. Rồi thằng này bên đây thì mình sẽ có thêm một cái ràng buộc nữa để cho nó dính vô, đó chính là ràng buộc về mặt. Cái mặt này nó chỉ tới đây thôi, nó sẽ sát vô mặt này đó. Thì nếu mà mình vẽ chính xác đó, thì cái mặt này nó sẽ hơi lơ lơ ra anh tí, hơi lơ lơ ra anh tí, được chưa? OK đó. Rồi OK ha, sau khi xong rồi thì mình sẽ dùng mirror để mình đối xứng đối tượng qua đó, mặt 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 right và cái chi tiết này. Sau đó nhấn nút mũi tên, chọn opposite bên đây, click OK đó. Thấy không, bạn sẽ thấy là cái opposite nó sẽ ra được một cái màu khác so với cái màu của bản gốc, đó là dùng để mình phân biệt hơn chứ không gì á. Rồi OK chưa, nó sẽ ra nút ngay đây, từ 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 ra đây. Rồi OK, rồi tiếp theo là mình thiếu cái gì à, mình còn thiếu cái socket, mình còn thiếu mấy con ốc ốc con vít gì đó, thì lát hồi mình ở video tiếp theo mình sẽ làm cái đó ha.